Mới đây, một clip tách lạc nhanh thoăn thoắt đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều không thể tin vào mắt của mình rằng một người có thể tách lạc bằng phương pháp thủ công với tốc độ không tưởng như vậy. Nhìn cô gái dùng dụng cụ để kẹp và tách lạc ra khỏi vỏ mà nhiều người không khỏi hoa mắt. Tốc độ cũng như tính chính xác nhanh đến ngỡ ngàng, làm cho rất nhiều người thán phục và thi nhau để lại bình luận dưới phần clip. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bình luận hoài nghi rằng cô gái này đã tua nhanh clip chứ không thể nào tách lạc nhanh đến như vậy. Chủ nhân của clip đã nhanh chóng lên tiếng rằng đây là tốc độ thực tế và cô cũng không muốn giải thích thêm, tin hay không là tùy thuộc vào mọi người. Song song với đó, nhiều người cũng cho hay, vào thời buổi hiện tại thì rất nên sử dụng những máy móc để tiết kiệm thời gian và công suất, năng suất cũng sẽ nên cao hơn với việc tách lạc thủ công như thế này.